Hey yo, what's up mấy bạn? Thì bây giờ Trung đang ở công ty. Sáng nay thứ bảy và Trung đang lên công ty đi làm. Lên tự làm thôi, nhưng mà bây giờ là Trung sẽ đi qua bên nhà của Phúc đi fit để quay một cái vlog. Hey. What's up? Hello. Lúc nào cầm một cái máy luôn. À. Yo yo. Thì đây là Phúc nha mấy bạn. Yo, what's up mấy bạn? Thì bây giờ là Trung đang ở trên cái phòng đi fit. Đây là cái private studio của DFIT hay là của Phúc ở hiện tại đang ở quận 11. Còn địa chỉ thế nào thì lát nữa Trung sẽ hỏi Phúc và delete ở đây, tại vì Trung cũng không nhớ nữa. Thì nó đang lại là ở quận 11. Thì các bạn có thể thấy đây là dumbbell nè, đằng sau của Trung là một cái rack tạ. Đây là có một cái bench rất là đầy đủ luôn, mà có một cái máy kéo xô ở đằng đây nữa. Đây là một cái máy kéo xô, một cái rack, ok, khá là đầy đủ. Phúc mở cái private studio này khá là hay để training cho khách hàng. Bữa nay là Trung với Phúc là sẽ bàn với nhau một số công việc cho những cái dự án sắp đến. Bữa nay chúng ta sẽ có tập luôn, sẽ qua đây chúng ta sẽ tập thử tạ của Phúc xem như thế nào. Chúng ta sẽ tập cái ngày pull day trong cái block số 2 của Push Pull Leg Chest Dipper ha. Rồi bây giờ Trung sẽ quay một cái đoạn b-roll của phòng của Phúc cho mấy bạn xem. Yo, what's up các bạn? Thì bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu với lại cái buổi tập. Thì như các bạn biết thì đây là Phúc DFIT, bên channel DFIT Việt Nam. Chúng sẽ bỏ cái link của Phúc ở dưới phần miêu tả. Các bạn nào chưa subscribe thì nhớ vô subscribe cho Phúc. Okay, bây giờ Phúc giới thiệu một chút. Ngày hôm nay thì tụi mình sẽ debut một cái video nhẹ nhàng, sương sương, tình cảm với các bạn. Là ngày full day của tụi mình là ngày hôm nay tập lưng và tay trước ha. Thì hôm nay chỉ là một cái video nhẹ nhàng để chào hỏi mọi người thôi, chứ còn thật sự thì cái dự án chính của tụi mình sắp tới là sẽ cùng nhau cutting và chia sẻ cho mọi người thông qua một cái group, đó là group là To Live To Share. Thì chắc là Trung sẽ để cái link, bên cái channel của Phúc cũng sẽ để cái link của group ở dưới. Mọi người nhớ join cái group của tụi mình để có thể coi những cái video, những cái kinh nghiệm hay là những cái chia sẻ của tụi mình về dinh dưỡng, tập luyện, everything ha. Và thứ hai nữa là group đó tụi mình tạo ra cũng là muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học hỏi, có thể trao đổi kinh nghiệm và cùng nhau xây dựng một cộng đồng tốt hơn. Tại vì hiện tại thì group về tập gym thì cũng rất là nhiều rồi, nhưng mà mình thấy thì đa số nó thường là vào đó để đăng ảnh, một số thì là dùng với cái mục đích là show off, cho nên là câu like. Cho nên mình thấy mình không có offend gì về cái vấn đề đó cả, mình không có phản bác gì vấn đề đó cả, nhưng mà mình muốn tạo một sân chơi khác hơn, đó là một sân chơi mọi người đều cùng cống hiến và chia sẻ kiến thức cho nhau. Cho nên là sắp tới các bạn hãy tham gia vào group ha, để cùng xây dựng một cộng đồng mạnh hơn ha. Ok, thì như Phúc đã nói hết về cái ý tưởng của cái group rồi, thì là To Live To Share. Thì mấy bạn nào mà có follow Instagram của Trung với Phúc bữa giờ thì thấy post rất là nhiều những cái thông tin về cái group đó. Thì bây giờ Trung sẽ để cái đường link ở dưới phần miêu tả, các bạn vô join cái group đó ha. Thì Trung và Phúc sẽ thay nhau để accept những cái lời mời của mấy bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ vô bài đầu tiên. Bài đầu tiên sẽ là bài Bend Over Row, và cái số set của bài này sẽ là 5 set và chúng ta sẽ đi 3 đến 5 rep với bạn. Thì ở cái bài này chỉ có một cái tip duy nhất mà chúng mấy bạn muốn lưu ý, đó là lúc mấy bạn lên, mấy bạn mở cùi chỏ càng nhiều càng tốt ha, thì mấy bạn sẽ squeeze được hai cái lưng lại, hai cái bả vai lại với nhau ha, hai cái bả vai lại, thì như vậy nó sẽ ăn được cái middle back rất là mấy bạn squeeze vô thì nó sẽ rất là gọi là rất là pump, rất là dễ pump luôn. Thì nhớ là mở rộng cái cùi chỏ ra, lúc mà roll lên thì chúng ta sẽ roll rơi vào tầm cỡ từ dưới ngực dưới, ngực dưới và trên rốn một tí ha. Đừng có roll cao quá cũng như là thấp quá so với cái điểm đó. Ok, thì bây giờ sẽ là đoạn b-roll của Trung và Phúc tập.
Ok, sau bài bend over row là chúng ta sẽ tập bài weighted pull up. Nó sẽ hít xà nhưng mà sẽ có kẹt tạ ha. Thì ở cái bài này nếu như mấy bạn nào mà không kẹt được tạ thì mấy bạn có thể không tập được pull up luôn, thì mấy bạn có thể chuyển qua tập bài last pull down thế cũng được. Là bài kéo xô với lại cái cây thẳng ha. Thì thay cái bài đó cho bạn nào hít xà được thì mấy bạn nhớ là sẽ phải hít xà và nhớ là kẹp thêm tạ để tăng thêm cái độ khó cho cái bài pull up. Sau bài weighted pull up thì chúng ta sẽ tập bài seated cable row. Các bạn thấy là Phúc đang tập seated cable row thì bài này có một cái lưu ý, nó giống như cái bài bend over row là các bạn lúc các bạn kéo cùi chỏ các bạn mở càng nhiều càng tốt ha, thì nó sẽ tác động vào được cái middle back sẽ tốt hơn nhiều hơn. Mấy bạn squeeze lại hai cái bả vai, hai cái scapula lại rất là tốt luôn, thì nó sẽ ăn vào cái lưng giữa ha, nhớ là cái lưng giữa, cái lưng chữ T của mấy bạn á. Thì đây là cái bài seated cable row. Tập lưng ha, sau đó chúng ta sẽ chuyển qua tập tay. Thì bài cuối cùng của ngày lưng, bài one arm row. Thì bài này là chúng ta sẽ kéo một tay với lại cục dumbbell. Thì có một cái tip cho mấy bạn, lúc mấy bạn kéo đừng có kéo cao ngay phần ngực hay là dưới sâu quá, các bạn kéo thấp xuống một chút, nó khoảng vào khoảng cỡ cái hông của các bạn, là khoảng cỡ cái eo. Thì như vậy nó sẽ tác động được phần lats, là cái xô của các bạn dễ hơn ha. Thì nếu các bạn muốn tăng độ khó, các bạn có thể squeeze lại một chút, và lúc mà xuống các bạn có thể nhả dài ra, nhả dài cái tay ra phía trước, thì như vậy nó sẽ kéo dài ra cái xô của các bạn nhiều hơn.